ở Portland, Oregon. Em tham gia được 2 tháng. Rồi. 2 tháng hôm nay là mùng 9 hả? 2 tháng 9 ngày. Và chia sẻ sản phẩm thì giống như chị Thúy, em dùng Vitality. Lúc vô thì em không có biết về Pharmanex nhiều. Em chỉ biết về skincare với là make up, thường thì con gái thích make up hơn. Cái sau thì em biết về Vitality, em thử. Trước đây em bị migraine, trong vòng 2 năm. Em đi bác sĩ thì bác sĩ nói là, em có hỏi bác sĩ là em bị gì. Bác sĩ nói em bị migraine. Em hỏi là bây giờ làm sao mà chữa cái migraine của em được. Bác sĩ nói với em là cái bệnh này nó không có chữa được, chỉ có prevent thôi chứ không có treat được. Thì thường migraine là em bị đau một nửa đầu và migraine nó tới rất là nhanh. Lúc mà em bị như vậy là ói, em phải đi ói, phải uống Tylenol với lại kiếm một cái chỗ nó tối tối để ngủ. Tại vì migraine thì thường sợ ánh sáng, sợ mùi nào nồng quá, thơm hoặc không thơm thì em cũng sợ, với lại là sợ tiếng động. Thì lúc mà em uống Vitality, được 6 tuần này. Và trong vòng 6 tuần từ ngày đầu tiên em uống tới giờ là em chưa hề bị migraine lại. Wow.